Chuẩn bị khám phá hồ cá chép và cho cá chép ăn. Rất là nhiều cá chép. Các bạn nhỏ đang thả bẫy mì xuống hồ. Trời ơi. Đã nhìn được. Liên liên hữu hoa. Trời ơi. Các bạn nhỏ đang thả bánh mì xuống. Và ta hãy xem là phải 200 con cá chép. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.